For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Đàm Vĩnh Hưng, tôi nể Mỹ Tâm. Đàm Vĩnh Hưng nói nể Mỹ Tâm vì cô hát hay, làm gì là kiên quyết đến cùng trong công việc lẫn cuộc sống. Ca sĩ cho biết vui khi Mỹ Tâm khá kén show, nhưng sẽ lần đầu tiên hát trong live show Bolero của anh vào tháng 3. Cả hai cùng có xuất phát điểm là ca sĩ của Trung tâm Nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh, hiểu rõ quá trình trưởng thành của nhau từ những ngày đầu vào nghề, cũng như có nhiều kỷ niệm đẹp. Điều tôi nể nhất ở cô ấy là sự bình tĩnh, chịu nói không với những lời mời. Vì vậy mỗi khi cô ấy có mặt sẽ trở nên thu hút, điều tôi muốn nhưng chưa làm được, Đàm Vĩnh Hưng nói. Trước đây Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần mời giọng ca gốc Đà Nẵng tham gia show của anh, nhưng cô từ chối với lý do sức khỏe hoặc trùng lịch diễn. Lần này có lẽ Tâm cảm động vì tôi nói có lẽ đây là live show Bolero cuối cùng của tôi. Cô ấy cũng thích nhạc xưa. Tâm cũng không nói chuyện thù lao để chống số tiền trong hợp đồng, ca sĩ nói. Bên cạnh tình đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần hóm hỉnh thừa nhận dành tình cảm yêu mến dành cho Mỹ Tâm, như gọi cô là người tình trong mộng của anh trong một thời gian dài. Người con gái duy nhất tôi muốn cưới chỉ có Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng từng nói. Mỹ Tâm nói giữa cô và đàn anh có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua, thấy ý nghĩa khi góp mặt trong show hay bất kỳ một sự kiện nào của nhau. Trong show Bolero sắp tới, Đàm Vĩnh Hưng nói muốn tạo kỷ niệm đẹp cùng Mỹ Tâm nên cùng bàn bạc và soạn bài để có được một tiết mục mới lạ nhất. Dàn khách mời còn có danh ca Lê Uyên, ca sĩ Uyên Linh, Trung Quân, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhân. Ca sĩ nói album Cho Cuộc Tình Đã Mất phát hành hồi tháng 11 năm 2023 được khán giả đón nhận là động lực để Đàm Vĩnh Hưng thực hiện show. Tôi đắm chìm trong tình yêu thương của mọi người nên phải làm điều gì đó tổng kết lại 19 năm với nhạc Bolero, anh nói. Về chủ đề của show Ngày Em Thắp Sao Trời, ca sĩ giải thích bài Bolero tôi hát đầu tiên là dạ khúc cho tình nhân. Tôi cảm ơn anh chị Lê Uyên Phương vì nhạc phẩm hay ý nghĩa. Tôi lấy ý đầu tiên của bài hát để đặt tên cho chương trình. Chương trình diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3, Hà Nội ngày 23 tháng 3 do đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng. Đàm Vĩnh Hưng 53 tuổi, quê ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với hai ca khúc Tình Ơi Xin Ngủ Yên, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi. Anh tiếp tục ra mắt các album Hưng, Dạ Khúc Cho Tình Nhân, Tình Ca Hoài Niệm, Giải Thoát. Anh có con trai Polo Huỳnh 4 tuổi, giữ kín thông tin về mẹ của bé. Mỹ Tâm 43 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit, từng đoạt giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012, Asian Music Legend, Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị Trợ Lý Của Anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim. Ca sĩ tổ chức live show tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tháng 4 năm 2021 và tháng 11 năm 2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người Giữ Thời Gian hồi tháng 4 năm 2023, dùng doanh thu chiếu rạp để làm từ thiện. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt.